Xin chào quý anh chị trong YouTube hội viên đầu tư giá trị vàng. Thì ở trong nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai, Zfin cũng đã gửi đến các anh chị việc ứng dụng một số phương pháp định giá phù hợp kinh điển và hiệu quả đối với các doanh nghiệp phát triển tương đối bền vững. Thì ở nội dung thứ ba này thì chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương pháp mà quý vị có thể ít thấy đối với việc áp dụng bên ngoài kia và vì sao lại như thế. Thì trước tiên là thông thường đối với việc là định giá cổ phiếu ngân hàng chúng ta có thể thấy đa phần họ đưa ra phương pháp đó là định giá chê P trên B và thực chất AZFIN cũng áp dụng khá nhiều cái P trên B. Tuy nhiên P trên B thì liệu có phải là một phương pháp đa năng và chính xác hay là phù hợp với tất cả các ngân hàng hay không? Thì trước tiên đây là một cái phương pháp phổ thông và được áp dụng rất nhiều không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Nhưng mà đối với những cái ngân hàng mà có cái dòng tiền cổ tức mang tính chất gọi là có bền vững thì cái phương pháp P trên B lại là một cái phương pháp chung chung thôi. Còn cái phương pháp để xác định được giá trị nội tại của người nắm giữ cổ phiếu, đặc biệt là các cái cổ đông nhỏ lẻ hưởng cổ tức lâu dài thì PBB thì nó về cơ bản là không mang lại được cái sự an tâm cũng như chính xác nhiều hơn bằng với cái phương pháp gọi là chiết khấu dòng cổ tức thì về bản chất đối với tất cả các cái doanh nghiệp nếu mà có thể xác nhận được cái dòng tiền cổ tức cái dòng tiền của doanh nghiệp thì phương pháp áp dụng chuẩn nhất phải là phương pháp chiết khấu dòng tiền chiết khấu dòng tiền và từ phương pháp đó mới ra được cái giá trị nội tại còn tất cả những cái phương pháp khác đó là sẽ áp dụng khi mà chúng ta không xác định được một cái cách tương đối chắc chắn hay là dự báo một cách tương đối sát về cái dòng tiền thì ở trường hợp cổ phiếu ACB này chúng tôi sẽ ứng dụng cái định giá chiết khấu cổ tức 3 giai đoạn vào cổ phiếu này Đúng không? và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023 thì chúng ta sẽ áp dụng vào ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đầu tiên chúng ta xem về cái việc là cổ đông sở hữu ACB thì như thế nào với ACB thì đây là một cái ngân hàng được sở hữu bởi rất nhiều các quỹ ngoại danh tiếng và luôn luôn full room 30% à, Về cơ bản chúng tôi cũng nhận được những cái offer của các cái nhà đầu tư nước ngoài về việc là tìm kiếm các lô cổ phiếu ACB mà của các nhà đầu tư nước ngoài khác bán ra họ sẵn sàng trả tranh lên đến 5, 10, thậm chí 20% tùy vào mỗi giai đoạn nhất định Tiếp theo là các cái cổ đông khác chính là ban lãnh đạo của công ty cũng như là đó là gia đình của ông Trần Hùng Huy, ông Trần Mộng Hùng và à, mẹ của ông Huy cũng là những người gọi là gắn bó và phát triển cái ngân hàng này rất là lâu dài. Bên cạnh đó thì cũng có cổ đông lớn là ông Nguyễn Đức Kiên. Thì trước đây bầu Kiên là phó chủ tịch hội đồng sáng lập của ACB và sau khi đi tù thì ông vẫn giữ cái cổ phần của mình tại ngân hàng này. Thì à, vào ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023 đóng cửa cổ phiếu ACB là 21.600 đồng và EPS cho năm 2023 này AZFIN tính toán khoảng 3.900 đến 4.050 đồng. Tiếp theo về cái tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của à, ngân hàng ACB trong một quá trình. Thì đầu tiên là chúng ta xem về tình hình tài chính. Nếu quy mô tài sản từ 2018 đến 2022 gần gấp đôi, từ 329.000 tỷ lên 608.000 tỷ. Về tiền gửi à, và của các tổ chức tín dụng khác, đúng không ạ? Uh, tiền gửi các tổ chức tín dụng khác là 18.000 tỷ tăng lên 86.000 tỷ thì cho thấy rằng là ACB cũng hoạt động mạnh trong cái uh, trong cái khối lên ngân hàng và họ cũng cho vay rất lớn đúng không ạ? Uh, rồi là cho vay khách hàng thì cũng tăng gần gấp 2 từ 230.000 đến lên 414.000 tỷ. Rồi đầu tư tài chính từ 55.000 lên 77.000 thì ở đây chủ yếu là liên quan đến các cái uh, trái phiếu của chính phủ là chính chứ trái phiếu doanh nghiệp ACB gần như không tham gia nhiều. Rồi tiền gửi của khách hàng cũng tăng gấp rưỡi, tăng hơn gấp rưỡi một chút, tăng gấp rưỡi. Đó là từ 270.000 tỷ lên 414.000 tỷ. Thì tiền gửi của ngân hàng của khách hàng thì tăng rất mạnh, tăng đó, tăng không mạnh bằng cái việc cho vay ra là nguyên nhân bởi vì ngân hàng này giữ lại lợi nhuận rất nhiều, từ đó họ lấy cái lợi nhuận họ cho vay thêm. Đúng không? Tiếp theo là tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác thì tăng từ 20 lên 67 ngàn tỷ. Thì chú ý nhất là chúng ta cần phải xem đó là tổng tài sản này, xem là cho vay khách hàng này, chem này tiền gửi khách hàng này đều có sự tăng trưởng khá là bền vững và mạnh. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng này tăng gần gấp 3 lần từ 21.000.018.000 tỷ à uh, 18 tỷ lên 58.439 tỷ và lưu ý với quý vị là trong 4 năm qua cái tăng vốn chủ sở hữu này toàn bộ đến từ lợi nhuận của ngân hàng này giữ lại, điều đó cho thấy nó rất khủng khiếp nhờ vào việc hiệu quả sinh lời ROE cao cho nên là cái vốn chủ sở hữu tăng rất mạnh. Vốn điều lệ của ngân hàng này cũng có tăng khá mạnh gần gấp 3 lần từ 12.886 lên 33.774 tỷ thì trong đó gần như toàn bộ đến từ cái việc gọi là chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tức là không yêu cầu cổ đông phải nộp tiền. À, tổng quan lại về cái việc quy mô của ngân hàng này có một cái sự tăng trưởng mạnh và bền vững trong 5 năm qua từ toàn diện tất cả các yếu tố. Tiếp theo về cái tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, về phần kết quả kinh doanh thì thấy rằng là thu nhập lãi thuần của ngân hàng này tăng 2,3 lần sau 4 năm. Đúng không Tăng mạnh hơn so với cái quy mô tăng tài sản và quy mô tăng các cái vấn đề khác. Thu nhập ngoài lãi thì tăng gần gấp 2 lần, tăng gấp 1,6 lần. À, về chi phí hoạt động thì cũng tăng thấp hơn so với thu nhập lãi thuần tức là từ 6.000 đến lên 11.000 tỷ thì về cơ bản về cơ bản tăng có 70% thôi, các trong khi thu nhập lãi thuần tăng tới 130% Về chi phí dự phòng của ngân hàng này thì về cơ bản đối với các ngân hàng thì chi dưới dự phòng của họ thì không ổn định bởi vì có những giai đoạn nợ xấu nhiều phải dự phòng nhiều, có những giai đoạn thậm chí được hoàn nhập. ví dụ như năm 2022 chi phí có 71 tỷ do đầu năm thì họ được hoàn nhập rất là lớn, đúng không ạ? Rồi uh, kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này thì cũng có một cái sự tăng trưởng mạnh với tăng 160% trong 4 năm qua. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng này, hệ số an toàn vốn K thì cũng tăng từ 10,05% năm 2018 lên đến 12,8%, cao hơn so với mức trung bình. Điều này nhờ vào việc ngân hàng này liên tục giữ lại cái lợi nhuận sau thuế trong 4 đến 5 năm qua làm tăng cái vốn chủ sở hữu lên rất cao, từ đó làm tăng hệ số K. Rồi tiếp theo về tình hình kết quả kinh doanh về chất lượng tài sản thì nợ xấu của ngân hàng này về cơ bản là luôn duy trì ở mức tỷ lệ nợ xấu thấp nhất nhì trong hệ thống. À, đến cuối 2022 là 0,7% và đến 2023 thì quanh khoảng 1%. Thì đây là một trong ba ngân hàng có mức nợ xấu thấp nhất Việt Nam bao gồm cả Vietcombank và Techcombank. Rồi tiếp theo là về cái hệ số CASA của cái ngân hàng này thì tỷ lệ casa tức là huy động vốn không kỳ hạn của ngân hàng về cơ bản có xu hướng tăng khá tốt có năm 2022 giảm so 2021 như do cuối năm đó thì xảy ra cái khủng hoảng liên quan đến hệ thống ngân hàng và liên quan đến thanh khoản tuy nhiên thì đây chỉ là một cái bước dừng tạm thời và chúng tôi cho rằng cuối 2023 đến 2024 thì sẽ cải thiện dần cái hệ số casa và casa của ACB hiện nay là đứng thứ tư hoặc thứ năm trên hệ thống chỉ sau Techcombank, MBBank, Vietcombank và bên cạnh đó thì có thể tương đương với MSB. Tiếp theo là về cái tình hình kinh doanh 6 tháng năm 2023 của Tech của ACB như thế nào. Thứ nhất là về ACB phải khẳng định là một trong 3 ngân hàng có kết quả kinh doanh vững chắc nhất ngành trong nửa đầu năm 2023 bao gồm là Vietcombank, uh, ACB và một ngân hàng nữa, một ngân hàng nhỏ nữa. Tuy nhiên thì đây thì có thể nói là top 3 cũng có thể nói là top 2 và cũng có thể nói là đứng đầu cũng được về cái sự bền vững thì tôi cho rằng thậm chí tăng trưởng ấy, thậm chí là đứng đầu cả. Còn về sự bền vững thì là Vietcombank. Nhưng mà ACB Vietcombank là hai ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt và vững chắc nhất ngày Thì à, tốt như thế nào? Thứ nhất là thu nhập lãi thuần thì chúng ta có thể tăng từ 11.047 tỷ lên 12.460 tỷ, tức là tăng khoảng độ tăng khoảng độ hơn 1.413 tỷ. Tương ứng với tăng khoảng độ 13-14%. 13-14% bất chấp cái tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2023 của ACB nói riêng, của ngành ngân hàng nói chung là rất thấp. Lợi nhuận vẫn tăng tốt nhờ vào việc niêm chúng tôi tính toán thì trong 6 tháng đầu năm 2023 thậm chí còn tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2022 cơ. Thì đây là một trong bốn ngân hàng hiếm hoi có cái NIM vẫn duy trì được và tăng. Đó, thì cho thấy là kết quả vững chắc. Rồi tiếp theo về cái hoạt động dịch vụ và mảng ảnh hưởng. Uh, có bị suy giảm từ 1.732 tỷ xuống còn 1.431 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu là do mảng bảo hiểm nhân thọ uh, về cơ bản là gặp nhiều vấn đề và đang cải tổ lại từ đó ảnh hưởng chung đến các cái ngân hàng. Uh, tuy nhiên thì bù lại thì lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của uh, ACB lại tăng được hơn 300 tỷ bù lại. Bên cạnh đó thì lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ở đây chủ yếu là trái phiếu chính phủ thì cũng đã từ chuyển từ âm sang dương rồi là mua bán chứng khoán đầu tư cũng thế, cũng dương. Từ đó làm cho kết quả kinh doanh chung của cái ngân hàng này cũng có cái sự tăng trưởng một cách khá là tốt. Chi phí hoạt động thì được tiết giảm thậm chí còn giảm so với cùng kỳ năm trước nhờ vào biết được những cái khó khăn của 2023 ACB sẽ đã thắt chặt cái việc chi tiêu chi phí từ đó làm cho cái kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ACB tăng mạnh hơn 20%. Tăng lên đến khoảng độ 24%, 24 25%. 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên thì do năm trước thì ACB trong 6 tháng đầu năm không những không được không bị dự phòng mà còn được hoàn nhập 270 tỷ cơ. Trong khi năm nay thì bị dự phòng âm 962 tỷ. Điều đó khiến cho tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này còn tăng có 10% thôi. Nhưng mà về cái mặt co có thể thấy là tăng rất mạnh. Đúng không? ạ Và cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông là đạt 8.001 tỷ. 8.000 tỷ so với năm trước là 7.230 tỷ. Thì đạt EPS là 2.021 đồng. Và chúng tôi cho rằng năm 2023 EPS có thể đạt từ 3.900 đến 4.050 đồng với ngân hàng này cho thấy rằng là một cái kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng khá là ấn tượng trong ngành nói chung và giữ được những cái vị thế mọi thứ rất là tốt. Tiếp theo là về đánh giá chung về phân loại cổ phiếu thì ABCB được đánh giá là doanh nghiệp tăng trưởng, cổ tức cao và nhiều lợi thế cạnh tranh có tính bền vững lớn. Thì trước đây thì ACB là một ngân hàng trả cổ tức tiền mặt thuộc dạng đều đặn nhất Việt Nam. Từ năm 2009 đến 2015 vẫn trả cổ tức rất đều, bất chấp cái vụ bầu kiên có xảy ra năm 2012, 2013 khiến cho ACB có những lúc giảm tới 45% tổng tài sản từ mức khoảng 280.000 tỷ tài sản năm 2012 xuống còn có khoảng 160.000 tỷ mà thôi. À, tuy vậy là ngân hàng vẫn trả cổ tức được cho thấy sự bền vững còn từ năm 2016 đến năm 2022 thì ngân hàng này họ chỉ trả cổ phiếu bởi vì phải giữ lại vốn nhằm tăng cái vốn à, khiến cho cái hệ số ca của họ tăng cao từ đó phát triển bền vững hơn và lưu ý rằng là đây là ngân hàng duy nhất ngân hàng thứ duy nhất ở Việt Nam từ năm 2009 đến nay không tăng vốn thông qua phát hành thu tiền Tất nhiên là còn một hai ngân hàng nữa nhưng mà ở trường hợp họ đó là những ngân hàng đặc biệt chứ không phải những ngân hàng tăng trưởng tốt anh chị nhá. Và từ năm 2023 thì ACB đã đưa ra cái chiến lược trả cổ tức 10% một năm và mỗi năm trả 15% cái cổ phiếu tương ứng với cổ tức tăng khoảng 15%. Thì điều này cho thấy đây là vào bắt đầu cái giai đoạn là trả cổ tức và dự kiến có thể rất dài hạn và bền vững của cổ phiếu ACB và đây cũng chính là cơ sở mà Zfin đưa ra áp dụng về phương pháp định giá chiết khấu dòng cổ tức vào cổ phiếu này. Về cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ACB thì Zfin đánh giá thứ nhất tăng trưởng tín dụng Việt Nam 2023 đến 2030 có thể đạt 30, 13% một năm do dự báo giai đoạn đó kinh tế chúng ta còn tăng trưởng mạnh. Thì ACB là ngân hàng hàng đầu với hệ số an toàn vốn cao hơn, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn, tỷ lệ cho vay bán lẻ cao thứ hai ngành sẽ được ưu tiên tăng trưởng cao hơn từ khoảng độ 13 đến 15% tín dụng một năm đến 2030. À, tiếp theo là tăng trưởng tín dụng từ 2030 đến 2035 của Việt Nam sẽ chậm lại. ZFIN cho rằng trung bình có thể chỉ 7% thôi và ACB thì à, à, dự báo ACB thì thận trọng cũng chỉ tăng ở mức 7%. Cho dù chúng tôi tin rằng có thể tăng hơn. thì sau 2023 3 năm thì giả định tăng trưởng về sau của ngành ngân hàng sẽ là 3% một năm tương ứng với cái lạm phát hàng năm. À, giả định à, thận trọng thì lợi nhuận sau thuế của ACB chỉ tăng 13% thôi đến 2030 và sau đó là tăng 7% tức là mức tăng trưởng lợi nhuận bằng tăng trưởng tín dụng. Đó, đó là một mức khá thận trọng. Và từ 2023 năm thì tăng trưởng lợi nhuận 3% bằng mức tăng trưởng, trưởng tín dụng luôn. Thì với những cái giả định này chúng tôi đưa ra thì thực tế là cũng tương đối thận trọng so với các bên đưa ra. Về cổ tức thì chúng tôi cho rằng từ 2024 đến 2030 thì sẽ tăng 15% một năm. Từ đó lợi nhuận sau thuế giữ lại uh, uh, vẫn còn tiếp tục rất cao. Ví dụ như là EPS năm 2023 này thì dự báo khoảng độ 3.900 đến 4.050 đồng nhưng mà thực tế ACB chả có 1.000 đồng thôi. Thế thành ra cái dư địa còn tăng cổ tức trong tương lai trên EPS của họ còn rất lớn, rất lớn. Do đó là từ 2031 đến 2035 thì uh, nhu cầu để có thể tăng trưởng tín dụng của ACB chậm lại như giả định là còn 7% thôi. Thì từ đó thì ACB sẽ tăng cái tỷ lệ cổ tức cao hơn và cổ tức có thể tăng 17% một năm. Từ năm 2036 giả định tăng trưởng cổ tức thì 4% nhỉnh hơn do so tăng trưởng lợi nhuận và tín dụng một chút. Bởi vì do ACB tích lũy được lợi nhuận rất lớn và thực tế là họ thậm chí có thể trả tăng cao hơn rất nhiều. Và cái việc định giá ACB như nào sẽ được chi tiết ở file Excel thì tôi sẽ cùng làm việc với quý vị à, như sau. Thì ở đây thứ nhất là à, đây là năm, ước tính từ năm 2024 đến 2030 thì à, tăng trưởng lợi nhuận hay nói khác là nó cũng tương đồng với EPS thì tăng 13% một năm. Về cổ tức thì à, ACB sẽ trả năm nặng 1.000 thôi nhưng mà chia thêm 15% cổ phiếu tức là bản chất cổ tức tiền mặt thì tăng 15%. Thì do đó là chúng tôi quy về một mối tức là quy về đồng quy về một mối tức là thôi thay vì gọi là trả cổ tức 15% cổ phiếu thì coi như là không trả cổ tức cổ phiếu thì tăng 15% tiền thì hai cái vấn đề này nó cũng như nhau như nhau mà thôi hay là giả định trên 1.000 cổ phiếu chẳng hạn thì năm đầu trả 1.000 tiền mặt năm sau cũng trả 1.000 nhưng mà trên số lượng cổ phiếu là 1.000 150 cổ thì cũng là 1 triệu 150.000 đúng không ạ thì đấy là cái giả định của chúng tôi thì cổ tức đầu tiên là EPS của ở ờ, ACB đây là giả định mức tăng trung bình 13% một năm chứ không phải là năm nào nó cũng tăng 13% thì có thể năm 2024 tăng mạnh hơn hoặc 2025 26 rất nhẹ hơn rồi lại mạnh hơn rồi lại nhẹ hơn nhưng mà chúng tôi giả định là 13% một năm thì để cho nó dễ tính toán và đánh giá thì cổ tức thì EPS đến năm 2030 là 8.328 đồng cơ Cổ tức thì tăng dần 2030 là 3 313 đồng Như vậy là doanh nghiệp này vẫn còn giữ được 5.000 để tái đầu tư Và cổ tức từ 2031 là 2706 Và 2035 là 5.071 trên EPS 11.680 đồng Là khả thi trả chưa đến 5% Và từ giai đoạn 3 là trả 5.274 đồng thì với lợi suất phi rủi ro là 3%, tức là lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm dài hạn. Beta bằng 0,9, tức là mức biến động của cổ phiếu lợi suất thị trường chứng khoán là 12,63% một năm trong 23 năm qua và duy trì đó trong dài hạn, giả định như vậy. Bù rủi ro là 9,63%, lợi suất yêu cầu là 11,67%, tức là chúng ta đầu tư và chúng ta yêu cầu 11,67%. À, và giai đoạn tăng trưởng nhanh là 10 năm, giai đoạn tăng trưởng trung bình là cổ tức là 17% cơ. Và giai đoạn chậm là là 4%. 4% anh chị lưu ý nhé thì uh, cái câu chuyện ở đây tiếp theo là cái vấn đề đó là định giá cổ phiếu ACB thì bằng gì đó là bằng chiết khấu cổ tức của từ năm 2024 đến năm 2036 về hiện tại tức là 2024 thì chúng ta phải chia cho 1,1167 đúng không ạ rồi chiết khấu về chiết khấu về hiện tại và có được cái định giá cổ phiếu của ACB là 31.350 đồng thì trên đây chính là định giá chiết khấu cổ tức, giá trị nội tại của ACB khoảng 31.315 đồng trên một cổ phiếu. Thì uh, uh, ACB cũng có những cái rủi ro nhất định, ví dụ như những rủi ro về ngành ngân hàng, bị rút tiền ABC hay là pháp lý này này kia thì đó là những cái rủi ro mà chúng ta không thể đoán được. Thì do đó nếu anh chị có tham khảo ACB ấy, thì nên tham khảo chia làm nhiều mã khác nhau, đúng không ạ? Với giá 21.6 thì ACB chiết khấu đâu đó khá là sâu, đúng không ạ? Khá là sâu thì mục đích chúng ta ở đây là đưa cho anh chị các cái công thức hiểu về doanh nghiệp cũng như phương pháp định giá cổ phiếu chứ không phải mục đích nhằm là khuyến nghị các anh chị mua hay bán cổ phiếu thì trên đây chính là những cái nội dung mà ZFIN đưa ra áp dụng cái phương pháp định giá chiết khấu cổ tức vào cổ phiếu ACB một cái phương pháp có thể xác định giá trị nội tại một cách tương đối chính xác chúc anh chị có những cái nội dung hữu ích để có thể nâng cao cái kiến thức của mình dần dần trở thành một nhà đầu tư giá trị chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo. Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Át hẳn mỗi chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán đều đặt ra rất nhiều các câu hỏi như làm thế nào để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp bài bản để từ đó mang lại hiệu quả lâu dài từ kênh đầu tư cổ phiếu hay vi mô tình hình kinh tế thế giới hiện nay như thế nào có thuận lợi đối với nền kinh tế hay không hay thị trường chứng khoán liệu có tăng trưởng tốt trong tương lai hay không rồi, ngành nào là những ngành được hưởng lợi trong mỗi một giai đoạn, mỗi một chu kỳ của kinh tế và cuối cùng là những cái doanh nghiệp nào là những doanh nghiệp tốt, triển vọng mang lại kết quả kinh doanh cao trong tương lai. Đặc biệt đó là định giá các cổ phiếu đó như thế nào? Thấu hiểu được những mong muốn trên, AZFIN Việt Nam đã xây dựng lên chương trình YouTube hội viên nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu đó với 4 cấp độ cung cấp đến quý anh chị cụ thể như sau. Cấp độ thứ nhất bắt đầu với chương trình đầu tư giá trị đồng. Nhà đầu tư sẽ nhận được những video phân tích, đánh giá và cập nhật kết quả kinh doanh về doanh nghiệp. Đồng thời anh chị cũng nhận được những video đào tạo về kiến thức, đầu tư cũng như phân bổ vốn, lựa chọn ngành theo chu kỳ kinh tế tổng cộng là 4 video trên tháng. Ở cấp độ thứ hai, đầu tư giá trị bạc. Đây là chương trình được xây dựng với kỳ vọng là con đường đưa anh chị trở thành nhà đầu tư giá trị thực thụ thông qua việc cung cấp các kiến thức đầu tư toàn diện và có hệ thống từ a đến z với việc ứng dụng hết sức thực tiễn ngay trên các cổ phiếu đang niêm yết ngoài các video như đầu tư giá trị đồng anh chị sẽ nhận được tối thiểu 2 clip trên tháng về những kiến thức chia sẻ hết sức thực chiến trên cấp độ thứ ba đầu tư giá trị vàng. Đây là bản nâng cấp rút gọn của chương trình đọc vị cổ phiếu chuyên sâu và định giá cổ phiếu cao cấp rất nổi tiếng của AZFin Việt Nam. Ở cấp độ này, hội viên AZFin sẽ nhận được quyền lợi ở cấp độ 2 và cấp độ 1 trước đó. Đồng thời hàng tháng hội viên nhận được 4 video ứng dụng tất cả các phương pháp định giá kinh điển nhất, chuyên sâu nhất như chiết khấu dòng tiền, EV/EBITDA, e P trên B, P trên S, R vân vân vào phù hợp với những cổ phiếu khác nhau trong những ngành nghề khác nhau đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán như ngành ngân hàng, ngành chứng khoán, ngành bất động sản, ngành công nghệ, ngành bán lẻ, ngành hàng tiêu dùng, ngành tiện ích và các ngành khác nữa ở cấp độ thứ tư đầu tư giá trị kim cương thì ngoài những quyền lợi của các cấp độ trước thì quý anh chị còn nhận được đặc quyền độc nhất là sẽ trao đổi trực tiếp với bản thân tôi đặng trần phục và nhận được kinh nghiệm về đầu tư quản trị tài chính và quản lý gia sản để ứng dụng vào trong việc xây dựng và quản lý gia sản của bản thân được tốt hơn hiệu quả hơn hướng đến tự do tài chính và cao hơn nữa